Nó ghét được cái này rất là âm luôn này. Khá là âm luôn. Bây giờ em sẽ hữu nghị cho anh em cái đôi này nhá. Anh em nào mà không đây, cái dòng này thì bộ siêu to và nó là dòng lai Thái, giữa chim Việt và chim Thái lai với nhau thì nó ra cái dòng bông đầu này. Đấy, mơ đầu. Đó, đây là một đôi zin. Con ở trên cầu này là con trống. Đó, con đứng ở trên cái cống xanh này là con trống. Các bác nhá. Trông nó rất là lì lợm và dữ dằn hơn. Đấy. Đôi này em chia lại cho anh em rất là thoải mái, rất là gọi là vừa cái tài chính của mọi người. 500k anh em nhé. Chim này thì được khoảng tầm 3 tháng tuổi rồi. Đấy, ăn cứng rồi, bắn cườm rồi. Đấy các bác nhé. Mã số 10, 500k để cho các bác. Rất là hữu nghị luôn.